Hi, xin chào anh em, tôi Sói Tuyết đây. Sau khi clip mà hộp cây MK18 rất nhiều anh em đã xem và tương tác này, mình lại tiếp tục về một cây M4A1 nữa để review cho anh em. Cái này thì mình đã review rồi, nhưng mà lâu rồi, cách đây hơn 52 năm thì bây giờ này mình có sản phẩm nữa để review lại cho anh em. M4A1 mà WS của Tokyo Marui, bản bánh ga, hệ xếp Z-System. Nhìn cái hộp của Nhật thì đúng là họ làm rất là chỉnh chu. Có quả thắt cái lơ nữa. Ui say ơi, sexy. Rồi. Nói Nhật thì anh em thường nghĩ mà Nhật thì nghĩ GAV là nhiều. Rồi. Đây là của chúng ta. Của IPP test này. Bằng đạn đây. Và phiên bản đây là Ceracotec nhá. Nước sơn ấy, sơn Ceracotec. Sơn Ceracotec sơn rất ngon, chống xước. Tốt. Một thứ mà mình thấy thiếu thốn đó chính là cái BB loader. Nếu Nhật Bản nếu không cho người ta cái BB loader. Đây, sách hướng dẫn sử dụng. Thêm cả bia tập bắn nữa. Mục tiêu tập bắn nữa, sách hướng dẫn sử dụng này. Nhưng mà BB loader của tôi đâu? Nhiều này mà giấu. Một cái chục đầu, một cái BB test. Rồi, quay lại với cây súng của chúng ta. Đây là cây M4A1 của Tokyo Marui. M4A1 thì là một phiên bản súng mình đánh giá nó như kiểu là classic ấy. Nó giống như AK-74 kiểu vậy. Rồi. Nó qua thông số kỹ thuật của cái súng một chút, đó là nó có chiều dài 775mm khi gấp báo. Kéo hết ra thì là 860. Đấy. Nhìn vậy thôi, dài phết đấy. FPS của nó là nhà sản xuất công bố là 340 FPS và băng đạn chứa 35 viên. Nhiều người thì vẫn bị định kiến là Tokyo Marui làm bằng nhựa. Thực ra thì có cây M4 này, MK18 này là họ làm full kim loại nhé. Này, băng đạn kim loại. Nước sơn đẹp. Ok. Nhìn các bạn nhìn cái van xả này. Van xả nó cũng sơn màu đen luôn. Đa phần các hãng khác nó làm màu đồng. Nó không sơn. Đây, Tokyo Marui made in Japan. Có một điều mình thấy khó chịu nhất ở những cái băng đạn dù là handgun hay rifle của Marui đó chính là các bạn nhìn kỹ này. Cái cửa lạp ga nó không có một cái gioăng cao su để nó làm cho cái việc ga bơm vào nó khít, mà nó để nguyên kim loại này, thế là khi bơm vào nó rất hay bị xì ga ra, rất là tiếc. Đấy. Và đây là cái súng của chúng ta, nó có trọng lượng 2 cân 9. Tí nữa mình sẽ mở cho anh em xem. Nhìn chung thì dòng M4A1 này thì mình cũng mở hộp rất nhiều cây rồi, nhưng mà dòng Marui này thì cái phần nước sơn ấy, sơn Ceracotec ấy, nó, mình đánh giá rất là cao cái loại nước sơn này. Nó sẽ giúp cho cây súng nó sẽ chống xước tốt hơn. Cầm nó cảm giác nó vẫn nhẹ nhẹ hơn là GSK. Một cái súng, một cái stock dạng truyền thống, kéo ra kéo vào, ok, nó vẫn có độ dơ. Mình vẫn thích những cái stock mà nó khít. Outer thì bằng kim loại full kim loại hết nhá các bạn nhá. Rồi bây giờ tháo ra phát nào, xem kiểm tra xem các cái lòng bề bên trong
mình như thế nào. Hệ Z system là hệ Z mà hệ mà là cái bâu nó có một cái đỡ. Rồi. Đấy các bạn thấy không? Cái búa này. Các cái hệ ở trong các bạn thấy nhìn nó full kim loại này. Đấy, kim loại. Đây là cái mà gọi là hệ Z system ấy, khi mà các bạn thấy có một cái bánh xe đây không? À, có cái bánh xe đây. Khi mà cái bâu trượt ấy thì cái bánh xe này cái bâu trượt nó chui vào trong ấy, đây này. Cái bâu nó sẽ chui vào trong đây. Kiểu như này. Thì cái bánh xe nó sẽ đỡ này. Nó sẽ đỡ, nó đỡ. Cái bánh xe nó đỡ cho cái bâu đấy, thế là cái cảm giác ấy bắn của con Tokyo Mui nó rất là smooth, nó rất là trơn. Đây nữa này, đây nó có cái bánh xe nữa này. Các bạn thấy không? Thế là khi mà cái bâu nó chạy ở trong ấy, chạy ở trong hệ súng ấy, này. Đấy, nó sẽ rất là trơn. Thường cây các cái cây VFC hay là cây GHK ấy, cái này nó chỉ là cái chốt nhỏ nó giữ cái buffer này, buffer ở trong này thôi, buffer thôi. Nhưng mà con này thì lại làm cái to đùng như này. Cái này to đùng này. Đấy. Khi mà cái bâu nó chạy cảm giác bắn của con Tokyo Mui này nó cứ nhẹ nhẹ trơn trơn chứ nó không cục xúc như cây như dòng VFC hay là GHK. Mình thử xem kiểm tra xem nó có bằng thép không. Đây, bâu bằng nhôm, các chi tiết nó đều bằng nhôm, có cái này bằng thép này, bộ đều bằng thép này, bộ này bằng nhôm. Cái bánh xe có mỗi cái bánh xe là bằng thép thôi, với cái khóa bâu bằng thép này, nhưng mà chốt thì vẫn bằng nhôm, chả biết bằng nhôm hay chất liệu nữa, nhôm hay gang, nhưng mà nó không bắt nấp châm. Rồi, ok, nhà sản xuất công bố là 340 fps, thử xem sao. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào và bắn test cho anh em, nói FPS. Nếu mình muốn mở cho anh em xem lòng mề của nó. Cái cảm giác mà cái bâu nó được đỡ rất nhiều bằng các cái bánh xe ấy, thì nó khi mà kéo nó cảm giác nó rất là trơn, và khi thả đây nó không phải là một âm thanh bắc một cái mà nó sẽ kiểu trượt một chút đấy. Rồi, ok, nạp ga vào đó FPS cho anh em nhìn này, nạp ga. TV loader của tôi đâu? Âm thanh của nó là nghe nó bạc 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 bạc, nó không phải là cái âm thanh đanh chát chúa giống như cây M4 GHK hay là cây VFC M4. Êm trượt như dây ấy. Rồi, đó FPS à. Mà 350 fps. Nhà sản xuất công bố là 340. Nhưng gà put emo thì sẽ lên một chút. 350 đều không? Khá đều.
332 344. Mình nghĩ nó chỉ xem vậy đó, 340 đến 330 đến 350. Đấy. Các bạn nhìn này. Hết đã. Các cái hình khác CNC này thì mình thấy nó không được sâu lắm đâu, không được sâu bằng bằng của GSK. GSK nó hơi lông. Rồi, full auto. Chiu. Đóng bầu. Hết cả. Ga của bọn Marui này thì tốn ga phải biết. Hết đạn. Rồi. Rồi, vậy là mình đã vừa bảo hộ và chia tay nhanh cho em cây M4A1 của Tokyo Marui đến phiên bản Z System. Với việc mình mở ra cho anh em xem lòng mề của nó thì sẽ thấy được là cái hệ Z System nó có những cái gì thêm, những cái bánh xe để đỡ cho cái bầu nó chạy, nó trượt, nó smooth hơn, êm hơn. Đấy. FPS thì 340, 350 FPS thì mình thấy cũng ổn thôi, bình thường thôi. Tại vì dòng Tokyo Marui Nhật mà họ sẽ bị hạn chế rất nhiều FPS. Nhưng mà đến được đến 350 thì mình thấy cũng khá là ổn rồi. Còn có những cây thì có 290, 300 thôi. Với việc làm nước sơn của Ceracotec thì mình khẳng định là cái nước sơn cái này nó sẽ ngon hơn của GSK và nó chống xước tốt hơn. Còn về thông số kỹ thuật hay hình dáng các thứ của dòng của cây M4A1 này thì mình cũng đã nhiều cái clip để mình review rồi. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.